Chào các bạn, Quỳnh Mai chúc các bạn ngày mới vui khỏe, bình an. Hôm nay, Mai xin chia sẻ với các bạn phân bón và thuốc trừ sâu mà Mai đã dùng trong vườn của mình. Đây là Quỳnh Mai có 7 loại phân và thuốc. Đầu tiên, đây là phân Miracle-Gro dùng cho tất cả loại rau cỏ và hoa các bạn. Cái loại này thì nó rất là tốt, mình có thể tưới nó trong vòng 2 tuần thì hoa đồ rất là hoa nở rất là nhiều và tốt, và có thể dùng để tưới cho những rau và cà ớt. Nhưng mà Quỳnh Mai thì không có dùng phân này để tưới cho rau và cà, chỉ để tưới cho cây, thì cây phát triển rất là tốt và cho hoa rất là nhiều đó các bạn. Đó, người ta đề là feed every 7 cho đến 14 ngày. Cái này là loại phân tốt và có bảo đảm. Còn cái loại phân thứ hai, đó là phân dùng cho những cây bông như là guatra với azili, rhododendron. Thì cái phân này cũng là plant food, dùng để cho bông nhiều hơn. Còn cái bịch thứ ba, đó, nó đề chữ organic, thì Quỳnh Mai có dùng ở trong vườn cho rau và cho cà chua. Cái này nó đảm bảo cho mình dùng cho rau và cà chua không có độc hại gì hết. Thì khi sử dụng Quỳnh Mai nhìn ở trong cái người ta để là mình pha bao nhiêu muỗng trong một ga lông nước, hoặc là bao nhiêu muỗng bột đó cho với diện tích đất là bao nhiêu, thì mình sẽ dùng như người ta dặn thì không có độc hại các bạn. Nhưng mà ở trong vườn Quỳnh Mai, Quỳnh Mai tưới rau thì bằng nước cơm, nước do gạo đó các bạn, nước do gạo. Rồi dùng là nước rửa cá, rửa tôm, mình đem ra tưới bầu bí thì nó rất là tốt. Ngoài ra mình mai dùng cái phân cá. Đây là cái bịch, cái chai phân cá này thì là organic, không có độc hại gì cả, tại vì người ta chế từ cá, ruột cá đó, người ta có đề là organic garden, không có bị cháy các bạn. Thì người ta có dặn là một muỗng là bao nhiêu ga lông nước đó, thì mình cứ pha ra để tưới. Thì Quỳnh Mai dùng cái chai này rất là hiệu nghiệm mà lại an tâm, tại vì mình tưới phân cá không phải là phân hóa học, nên rau với lại cà chua rất là tốt. Còn cái chai phân Osmocote này thì Quỳnh Mai là phân tan chậm, Quỳnh Mai để vào mấy cái cây sứ Thái Lan, hoặc là sứ đại, hoặc là bông hồng, thì nó rất là hiệu nghiệm, nó rất là tốt đó các bạn. Cái hiệu này là tốt lắm đó, dùng cho sứ Thái Lan với bông hồng rất có nhiều bông. Vậy là hôm nay Quỳnh Mai giới thiệu với các bạn là 5 loại phân mà Quỳnh Mai đã dùng ở trong vườn nhà, đó là Miracle. Phân này là tốt nhất đó các bạn, để tưới qua. Cái này là dạng bột, mình pha vô nước rồi mình tưới qua. Nó thấy hiệu nghiệm liền, vài ngày sau là
cái cây hoa hồng hoặc là cây sứ gì nó cũng lớn, cứ xanh hết. Nếu các bạn dùng cái phân này với lại phân tan chậm này thì cây hoa nó rất là tốt đó. Còn về rau thì Quỳnh Mai dùng cái bịch organic cho rau với là cà các bạn, với lại dùng cái phân cá, dùng phân cá cho rau xà lách, rau cải xanh, các loại đậu, bầu bí. Còn cái phân cho hoa riêng biệt, cái này thì riêng biệt ba loại hoa này thôi các bạn, hoa trà với lại loại hoa Aili. Loại hoa này thì mình thấy mùa xuân là nó nở, rồi qua khỏi mùa xuân thì nó tàn. Phân mà Miracle Grow đó thì dùng cho tất cả các loại cây, rau rác với lại bông hoa. Còn cái loại phân này thì riêng cho từng loại hoa. Trong này chỉ có ba loại thôi. Đó. Còn bên đây là cho rau với là cà mà organic các bạn. Còn cái loại phân này là phân tan chậm thì nó làm từng viên nhỏ nhỏ vào bột bán nè các bạn, thì mình rải vô thì nó có hiệu nghiệm từ từ chứ không có phải là nó có tác dụng liền, nên người ta gọi là phân tan chậm. Còn phân cá này thì là có tác dụng liền. Cái này là các bạn quậy nước rồi tưới đó. Thì vậy thì Quỳnh Mai là ngoài cái phổ thông của người mình ra là tưới nước cho gạo với lại nước rửa cá thịt, thì Quỳnh Mai dùng thêm những loại phân này đó các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn đó. Rồi ngoài ra Quỳnh Mai chia sẻ thuốc trừ sâu đó. Cái này là thuốc trị cho cây hoa hồng đó các bạn. Cây hoa hồng nó có cái đốm lá màu đen đó, thì các bạn mua cái này về xịt thì nó sẽ không bị đốm lá nữa. Cái chai này là người ta bán nguyên vậy, rồi về các bạn pha với nước rồi các bạn xịt. Nhưng mà ở trong lô cũng có bán cái loại chai để xài liền cũng hiệu này luôn. Thì khi hoa hồng bị bệnh vàng lá, đốm lá, lá có chấm đen thì các bạn nên mua cái hiệu Ortho này về trị bệnh cho hoa hồng, rất là hiệu nghiệm, hôm nay đã xài rồi. Còn cái này, cái chai này thì nó đề là organic, tức là xịt vô không có hại gì tới sức khỏe con người hết. Thì cái này trị ba loại côn trùng các bạn đó. Cái này đầu tiên là cái lá bị đốm đen, rồi cái thứ nhì là bị cái con aphid, rồi cái thứ ba là trị con nhện nhện các bạn. Thì Quỳnh Mai đã dùng hai loại thuốc này để xịt những cây bông hồng ở trong vườn của Quỳnh Mai nếu nó có bệnh. Thường thường cây hoa hồng rất là dễ mắc bệnh, có đốm lá, lá có cái chấm đen nữa các bạn. Rồi từ từ cái nó bệnh nặng, cái nó rụng cái lá đó, rồi nó làm nguyên cành rồi chết luôn các bạn. Nên Quỳnh Mai dùng hai loại thuốc này để bên đây thì đốm lá, cái chai phía bên tay phải này thì cũng
Có đơm lá, rồi con aphid, rồi con nhện nhện. Vậy hôm nay Quỳnh Mai đã chia sẻ những loại phân đã xài mà Quỳnh Mai thấy có hiệu nghiệm ở trong cái vườn của mình. Ngoài những loại phân như là botting mix, phân bò, phân gà, mặt cưa ra, thì Quỳnh Mai có xài thêm những loại phân này để bổ sung thêm cho cây nó tươi tốt mà không có ảnh hưởng tới sức khỏe của con người các bạn. Còn những loại phân cho hoa thì mình xài phân hóa học thì không có sao các bạn. Chỉ là xài cho về rau với lại cà chua với ớt hay gì mình trồng đậu nữa, thì bầu bí đâu thì mình xài phân organic với lại phân cá. Đây là cái chai phân cá. Một chai các bạn xài cũng lâu lắm, tại vì người ta dặn mình pha một cái nắp chai ở trên này nè là 1 gallon nước, nên một chai này các bạn xài cũng lâu lắm. Quỳnh Mai cũng xin chia sẻ thêm về cách những cái số mà người ta in ở trên cái ở trên ở ngoài cái vỏ bao của bịch phân. Thí dụ như bịch này người ta đề là 18-6 thì số 10 bìa đó là phân cho lá, phân cho lá là số 10. Rồi cái số 8 là chính giữa là phân cho hoa. Còn số 6 là phân cho rễ đó các bạn. Nếu các bạn muốn cái cây hoa của mình trổ hoa nhiều thì các bạn mua phân nào có số chính giữa cao nhất thì nó sẽ tốt hoa. Còn các bạn muốn lá tốt thì các bạn số đầu các bạn mua số to thì nó sẽ tốt lá. Còn muốn tốt rễ thì các bạn mua cái số cuối cao thì nó là tốt rễ. Thì Quỳnh Mai xin chia sẻ như vậy. Mình nhìn vào trong cái người ta để thì mình biết là phân nó tốt cho cái phần nào ở trên cái cây của mình trồng. Ví dụ như cái phân cá nè, nó đề 511 thì số 5 là cao, là tốt cho lá đó các bạn. Còn cái số chính giữa, số 1 là hoa, rồi số cuối cũng là 1 là cho rễ. Mình muốn trồng như, thí dụ như mình trồng cải bẹ xanh hay là cải xà lách hay gì đó thì mình mua cái phân này là số 5 là cao nè các bạn. Đó. Mình tùy theo mình nhìn cái mình biết cái tác dụng của cái phân, tác dụng phần nào ở trên cái cây. Vậy hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn về những phân mà mình dùng ở trong vườn nhà có tác dụng tốt. Tới đây video xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an. Ủng hộ Quỳnh Mai bằng cách đăng ký, chia sẻ, like để Quỳnh Mai làm những video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.